Xin chào mọi người, à, lại là mình Hoàng Kha Và chủ đề của mình ngày hôm nay đó là Adipose Tissue Nói về mô mỡ Trong clip này mình sẽ nói tới hai vấn đề Thứ nhất là nói là đối với một phụ nữ Có vòng bụng lớn hơn vòng mông thì lại không nguy hiểm Nhưng ở đàn ông thì lại rất nguy hiểm Và mình sẽ giải thích tại sao Và vấn đề thứ hai là mình sẽ nói thêm cái thông tin về Điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc có nguồn gốc từ mô mỡ Trước đây mô mỡ trắng được xem như là một cái nơi Dự à, trữ năng lượng một cách thụ động và quan điểm đó hiện nay không còn phù hợp nữa. Năm 1987, người ta đã biết mô mỡ trắng nó sản xuất ra các steroid sinh dục và các adipsin. À, nó là một cái yếu tố nội tiết làm giảm cân rõ rệt ở những loài gậm nhấm bị béo phì. Sau đó, năm 1994, leptin được phát hiện và khẳng định rằng mô mỡ trắng như là một cái cơ quan nội tiết. Hiện nay, mô mỡ trắng được biết là nơi tiết ra rất là nhiều loại peptide khác nhau có hoạt tính sinh học. Đó là những cái adipokin có tác dụng tại chỗ hoặc là toàn thân. Vậy đối với những cái người mà bị béo phì tích tụ quá nhiều cái mỡ thì uh, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe? Thứ nhất chúng ta đi qua phần đó là ảnh hưởng tới tim mạch. Thì uh, chúng ta nhìn trên thì chúng ta sẽ thấy là cái epicardial fat, đây là cái khối mỡ ngoài màng tim. Thì đối với những cái người mà bị béo phì á, thì cái khối mỡ này nó tăng lên rất là nhiều, nó bọc lấy cái tim làm cho tim khó co bóp, nó làm dày các cái thành vách ngăn. Ngoài ra nó được coi như là một cái nguồn mà sản sinh ra các tiền chất gây viêm Nó làm suy giảm nghiêm trọng chức năng các tế bào nội mô Cuối cùng dẫn tới các cái chứng bệnh về mặt vành Tiếp theo ta nói là cái leptin Leptin là cái gì? Nó là một cái loại hóc môn được thiết ra từ mô mỡ Và nó góp phần làm tăng huyết áp Thông qua rất nhiều cơ chế Thứ nhất là thông qua cái sự hoạt hóa giao cảm Thứ hai đối với ống thận thì nó lại là tăng tái hấp thu natri ở thận Làm tăng cái thể tích máu, góp phần làm tăng huyết áp Ngoài ra thì đối với những bệnh nhân béo phì thì nó lại có sự đề kháng insulin do các cái adipokin tiết ra bởi mô mỡ nó gây nên hiện tượng là tăng insulin máu mà bản thân insulin máu nó cũng kích thích cái hệ giáo cảm tăng dưỡng natri và cũng làm tăng huyết áp adiponectin nó được phát hiện từ thập niên 90 nó là một loại protein giống collagen nó được tiết bởi tế bào mỡ và hoạt động như là một cái hormone vừa có tác dụng chống viêm chống lại quá trình sơ vữa mạch máu tăng tiêu thụ năng lượng bằng cách tăng oxy hóa mỡ và tăng cái sự nhạy cảm với insulin. Thế thì đối với những cái người mà béo phì, những cái người mà tích tụ quá nhiều mỡ bụng thì cái mô mỡ này nó sẽ tiết ra nhiều cái, cái, chất có tên là interleukin 6 làm tăng cái phản ứng viêm khắp cơ thể mặc dù là không có tác nhân gây viêm. Và ngoài ra thì nó còn làm giảm số lượng của adiponectin nữa. Vì thế thì cơ thể nó càng ngày càng ngày bồi đắp lên nhiều mỡ, cơ thể sẽ bị rối loạn lipid máu gan sẽ tích lũy càng nhiều cholesterol chính vì thế hình thành các cái mạng sơ vữa gây nhồi máu cơ tim gây đột quỵ và như đã nói ở trên thì uh, cái adiponectin á nó làm tăng cái nhạy cảm với insulin tăng dung nạp glucose vào uh, của tế bào và điều hòa glucose máu ở người béo phì Tuy nhiên, cơ thể của người béo phì nó dư thừa năng lượng và tích lũy qua nhiều mỡ dẫn đến sự giảm số lượng của adiponectin và cộng thêm các yếu tố adipokin do mô mỡ tiết ra nó làm tăng đề kháng insulin và đó chính là nguyên nhân dẫn tới đái tháo đường tiếp 2. Chúng ta nói về cái sự suy giảm chức năng hô hấp và hen suyễn mỡ nó tích tụ ở cửa hoành nó làm cho cửa hoành là kém uyển chuyển sự thông khí thì nó giảm gây nên khó thở khiến não thiếu oxy nó mới tạo nên cái hội chứng là Pickwick thì những cái người mà bị hội chứng này á, người ta sẽ ngủ cách quãng suốt ngày đêm, lúc ngủ lúc tỉnh. Chúng ta nhìn hình uh, thứ hai, hình uh, cái người đàn ông đang nằm á, thì khi chúng ta nằm, người béo phì người ta nằm như vậy thì cái lượng mỡ bụng nó dồn lên, nó đè ép vào cửa hoành, thứ hai nó đè ép vào cái phổi, nó làm giảm cái sự thông khí, gây khó thở, chính chính vì đó mà gây nên hội chứng Pickwick đối với những cái người mà bị béo phì mà nặng á rất béo bụng hoặc là có cái cổ nó quá bự họ có vấn đề là ngưng thở khi ngủ luôn người ta gọi là sleep apnea cho nên cần phải kê cối kê đầu cao lên để hạn chế cái vấn đề này ở người béo phì thì người ta thường thở nhanh nên làm giảm cái thể tích khí lưu thông nó tăng đáp ứng của đường thở ngoài ra thì có hiện tượng viêm hệ thống ở à, mức độ thấp ngay cả khi không có yếu tố kích thích gây viêm dẫn tới sự tăng đáp ứng của đường thở làm hẹp đường thở tăng tiết dịch nhầy thay đổi các cấu trúc đường thở làm dây bằng đáy tích tụ collagen rồi cơ trơn thì tăng sinh và phì đại chính vì thế mà nó dẫn tới cái bệnh hen về cái cơ chế mà gây suy thận mãn, do béo phi thì rất là đa dạng trước tiên đó là sự đè nén chèn ép của cái lượng mỡ dư thừa dẫn đến là nhu mô thận và niệu quản lâu dần nó bị tổn thương hơn nữa cái việc tăng huyết áp hay bệnh đái tháo đường do béo phì gây ra nó gián tiếp gây suy thận mạn các cytokines do mô mở tiết ra làm tăng các cái phản ứng viêm khắp cơ thể. Cho dù không có tác nhân gây viêm, điều này dẫn tới cái quá trình là viêm ở thận suy giảm chức năng của các cái động mạch, dần dần nên gây suy thận mạng. Béo phì tăng tích lũy nhiều mỡ thừa thì nó làm suy giảm chức năng sinh sản. Bài này mình đã đề cập trong cái uh, một cái clip trước đó là Genical Master nữ hóa tuyến vú ở nam. Thì đối với những cái người mà béo phì uh, tăng tích uh, Tụ mỡ thừa thì thứ nhất là low libido là giảm ham muốn tình dục, uh, low intercourse frequency giảm cái tần suất quan hệ, rồi là giảm về tinh dịch, rồi là rối loạn cương dương, difficulty with erection và khó đạt được cực khoái, orgasm difficulty và cuối cùng đó là uh, khó xuất tinh rồi là cái thể tích tinh dịch thì nó nó ít. Đối với người béo phì á thì uh, các cái khớp nó không có chịu đựng được cái sức nặng quá lớn từ cái khối mỡ dư thừa đó. Cho nên là nó sẽ rất là dễ bị viêm, tăng cái quá trình thoái hóa và người ta thấy rằng là cái lượng axit uric ở người béo thì nó cũng tăng, nó dễ gây nên bệnh gút và nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng khi BMI nó tăng thì lượng axit uric huyết thanh cũng tăng theo. Ngoài ra nam giới khi bị béo phì sẽ dễ bị ung thư đại trực tràng, còn nữ giới sẽ dễ bị ung thư đường mật, rồi vú, tử cung và buồng trứng. Về những cái bệnh đường tiêu hóa thì người béo phì sẽ dễ bị những cái bệnh về túi mật, Có bất thường về gan, gan nhiễm mỡ, ruột nhiễm mỡ, nhu động ruột thì nó giảm rồi hay bị đầy hơi táo bón hệ mạch ở ruột thì cũng bị cản trở gây nên bệnh trĩ như vậy tại sao nói ở nam giới có vùng bụng lớn vòng mông lại rất là nguy hiểm à, nó nguy hiểm hơn phụ nữ như vậy điều gì cái yếu tố gì nó đã bảo vệ cho phụ nữ đó chính là estrogen về cái vai trò của estrogen trong sự phát triển và chuyển hóa mô mỡ thì nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng là estrogen là cái nhân tố chính điều hòa sự phát triển và phân bố của mỡ ở những cái phụ nữ mãn kinh do sự thiếu hụt estrogen nó làm tăng tích tụ mỡ tạng tăng cả về kích thước lẫn số lượng nó giảm sự oxy hóa các axit béo sau bữa ăn và tích lũy trực tiếp các cái axit béo tự do tăng cân sau mãn kinh nó dẫn tới rất là nhiều vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe như là các bệnh về tim mạch đái tháo đường tiếp 2 hay là ung thư vú estrogen là một cái hormone rất quan trọng trong việc điều hòa cân bằng nội môi nó là yếu tố bảo vệ chống lại sự phát triển của mô mỡ và đái tháo đường tiếp 2 thì estrogen nó tác động lên insulin và chuyển hóa đường thông qua đáp ứng với thủ thể estrogen alpha trên cái mô mỡ. Um, estrogen nó kiềm hãm sự phân giải lipid thông qua việc giảm các axit béo tự do và nó điều tiết sự sinh sản của các adipocytokines do mô mỡ tiết ra qua đó cải thiện độ nhạy cảm với insulin. Chúng ta có phần tiếp theo đó là điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc trưởng thành tự thân lấy từ mỡ bụng. Như vậy tế bào gốc trưởng thành là gì? Nó là những tế bào chưa biệt hóa có khả năng phân chia để gia tăng về số lượng, đồng thời cũng có khả năng biệt hóa thành một số các tế bào chuyên biệt khác để thay thế cho các cái mô bị chết hoặc là bị tổn thương. Tế bào gốc trưởng thành được tìm thấy ở cả trẻ em và cả người lớn và còn được xem như là à, các tế bào gốc soma có ba cái nguồn tế bào gốc được phân lập từ cơ thể người bao gồm thứ nhất là tủy xương thứ hai máu ngoại biên và thứ ba là mô mỡ và trong đó mô mỡ là nơi cung cấp số lượng tế bào gốc trưởng thành nhiều nhất trong cơ thể bây giờ nói một cách tóm tắt mà cách người ta điều trị thoái hóa khớp bằng cái tế bào gốc lấy từ mỡ bụng người ta sẽ lấy người ta sẽ hút từ 100 trăm tới trăm năm mươi ml mỡ à, từ lớp mỡ dưới da bụng của bệnh nhân từ mô mỡ được lấy ra tế bào gốc sẽ được phân tách Sử dụng cái hỗn hợp enzyme sinh học đặc biệt có tác dụng tách rời các tế bào mỡ, nhờ đó giải phóng được các tế bào gốc nằm giữa các tế bào mỡ. Cái hỗn hợp chứa tế bào gốc này sau đó sẽ được đem đi ly tâm để tập trung tế bào thành một cái khối và có thể dễ dàng tách riêng. Cùng thời điểm đó, cái huyết tương giàu tiểu cầu, người ta gọi là PRB là platelet rich plasma được tách ra từ máu của của bệnh nhân. Như vậy, cuối cùng thì người ta có tế bào gốc thu được qua ly tâm À, sẽ được đưa vào trong cái huyết tương giàu tiểu cầu ở dạng treo và được hoạt hóa bằng công nghệ năng lượng ánh sáng bước sóng thấp cùng với các yếu tố tăng trưởng sẵn có trong huyết tương giàu tiểu cầu. Nhờ các ưu điểm vượt trội của kỹ thuật này, nó cho phép tách một số lượng lớn các tế bào gốc kết hợp với các yếu tố tăng trưởng và điều hòa viêm có trong huyết tương giàu tiểu cầu. Công nghệ Adistem là cái phương pháp triển vọng à, trong ứng dụng tế bào gốc để điều trị thoái hóa khớp gối, giúp tái tạo và phục hồi cái sụn khớp bị tổn thương. Kết quả của một số nghiên cứu lâm sàng trên thế giới cũng cho thấy rằng là cái liệu pháp sử dụng tế bào gốc mô mỡ tự thân trong điều trị thoái hóa khớp gối giảm đáng kể mức độ đau, cải thiện chức năng vận động của khớp và đặc biệt là phục hồi được các cái sụn khớp bị tổn thương. Và ở đây là một vài cái vận động viên chuyên nghiệp đã được điều trị bằng cái phương pháp PRB Đó là có là Tiger Woods, rồi là Kobe Bryant với lại Barclay Cullen Và clip của mình tới đây đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.